Đây là tờ donut mà, có phải bánh donut đâu. Chuột tiên tri. Ai vẽ đẹp hơn? Bánh quy Mickey. Có trong đây hết nha. Hiện tại trên kidora.vn đang có chương trình siêu hấp dẫn cho combo 20 khóa học được tặng kèm pop-it điện tử dễ thương. Đây chính là món quà đặc biệt mà mẹ tặng cho tớ nhân dịp chào hè, vừa học vừa chơi, thật thích đúng không nào? Đúng rồi, vậy thôi, chị tớ là siêu sao của khóa học kidora từ lâu rồi. Tớ đố cậu biết hôm nay bằng 1 mét đấy. Khó quá. Bạn nào biết câu trả lời, comment ở phía dưới cho Thanh Long biết nha. Không chừng cậu ơi, mẹ bằng thân thì vẽ như thế nào? Cậu muốn xem video gì thì để gấu xanh bấm cho nha.